Thì trong kinh doanh ai cũng mong muốn giữ được chân khách hàng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nhé. Nghĩa bóng là gì mang đến sản phẩm tốt, chế độ bảo hành tốt, hậu mãi tốt. Còn nghĩa đen là gì mang đến các cái điều khoản theo kiểu bán lại thì mất giá này, khách hàng người ta không muốn bán. Thì đấy là cách để giữ chân khách hàng. Thì ngày xưa đấy, mình đã từng làm ra một cái thương hiệu giữ chân khách hàng rất là tốt theo kiểu đấy là máy không zin tặng máy. Bảo hành một năm lỗi một đổi một, cứ lỗi đổi một con máy khác, quay lại chọn lại từ đầu. Tiếp theo nữa đấy là trong một năm lên đời đấy, nhập lại bằng giá phí lên đời chỉ có 500 trăm nghìn cây máy mới lại được bảo hành lại từ đầu ví dụ mang một con máy 10 triệu qua đổi một con máy 10 triệu không mất cái gì cả mất đúng 500 trăm nghìn cây máy mới lại được bảo hành lại một năm thì đấy là cái chính sách hỗ trợ để giữ chân khách hàng nhưng ở đây nhé các bạn phải nhớ một điều này đổi máy nó khác hoàn toàn mới trả lại tiền giống như thương hiệu anh táo của mình bây giờ đang làm bây giờ thương hiệu của mình ấy là trả lại tự do toàn tập cho khách hàng tại vì sao tại vì bên mình bảo hành nên là bảo hành trả lại đủ 100 trăm tiền đầu tiên đấy bọn mình bảo hành là bảo hành một tháng trong một tháng lỗi trả lại đủ 100 trăm tiền ví dụ cái máy 20 triệu lỗi mình trả lại đủ 20 triệu bạn cầm 20 triệu đấy có thể quyết định mua một sản phẩm khác bên mình mình lại bảo hành lại từ đầu hoặc là cầm 20 triệu đấy về mua một sản phẩm khác ở bên chỗ khác tại vì bạn tin tưởng chỗ khác hơn lúc đấy mình trả lại tự do rồi bạn thích cầm tiền bạn mua đâu tùy bạn còn nếu bạn muốn bảo hành một năm bên mình có bảo hành một năm thêm một triệu giá là 21 triệu đúng không tháng đầu máy lỗi mình trả lại đủ 21 triệu bắt đầu kể từ tháng thứ hai trở đi nếu máy nỗi mình trả lại theo giá bán lẻ tại thời điểm cộng với số tiền tương ứng với những tháng bảo hành còn lại của bạn ví dụ bảo hành một năm giá một triệu đúng không thì tính ra mỗi tháng là 83.000 ví dụ tháng thứ hai cây máy của bạn bị lỗi mà lúc đấy cây máy của bạn bán lẻ vẫn là 20 triệu thì mình sẽ trả lại bạn là 20 triệu cộng với lại 10 tháng bảo hành tính ra là 830.000 tổng là mình sẽ trả lại bạn là 20 triệu 830.000 nếu bạn không lấy tiền bạn muốn lấy một cây máy khác bằng giá đúng không? Thì cây máy mới của bạn sẽ được bảo hành thêm một tháng. Có nghĩa là được bảo hành thành 11 tháng. Còn nếu mà tháng thứ 11 cây máy của bạn bị lỗi. Cây máy của bạn bị lỗi tháng thứ 11. Mà cây máy của bạn lúc đấy bán lẻ giá là 19 triệu. Mình sẽ trả lại bạn 19 triệu 83 nghìn. Trả lại đủ 19 triệu 83 nghìn. Còn nếu bạn muốn lấy một cây máy khác. Thì cây máy mới của bạn lại được bảo hành thành 2 tháng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong 12 tháng, tháng đầu tiên là trả lại đủ số tiền đã mua. Còn bắt đầu kể từ tháng thứ hai là trả lại theo giá bán tại thời điểm. Cộng số tiền bảo hành còn lại tương ứng với số tháng. Thì ở đây nhé, các bạn phải nhớ là mình trả lại các bạn tiền nó khác hoàn toàn với việc đổi máy. Một con máy giá 20 triệu mình nhập vào 19 triệu. Nếu đổi một con máy khác thì chỉ trả là 19 triệu. Còn ở đây mình trả 20 triệu nghĩa là mình mất đi một triệu đồng. Mất đi một triệu đồng nhé. Trả lại tiền thì thiệt hơn nhưng đổi lại trả lại tiền là giao lại cái sự chủ động cho khách hàng chứ nhiều người bảo đấy là ôi giờ trả lại tiền cũng khác gì một đổi một đâu khác nhau hoàn toàn nhá bạn có thể cầm tiền đấy bạn lựa chọn lại bạn lựa chọn lại còn đổi thì bạn vẫn là sử dụng cái dịch vụ của bên mình còn nói về cái phần hậu mãi đấy thì bên mình đấy tất cả mọi cây máy không kể thời gian bạn sử dụng hết bảo hành bao nhiêu lâu mình không cần biết mình chỉ cần biết đấy là cây máy của bạn ngày trước nếu nó bảo hành mặc định theo kiểu bảo hành một tháng đấy khi bạn lên đời cây máy mới của bạn sẽ được bảo hành lại một tháng. Còn nếu cây máy của bạn bảo hành một năm, khi bạn lên đời, cây máy mới của bạn lại được bảo hành lại một năm. Kể cả bạn có hết bảo hành đến 2 năm hay 3 năm, kể cả cây máy của bạn nó có hỏng, nó có vỡ mà bọn mình thanh lý hộ, thì đến khi cây máy mới bạn lên đời, bạn lại được bảo hành lại từ đầu. Các bạn nhớ điều đấy nha Và nếu mà cây máy của các bạn có bảo hành một năm, đấy thì trong một năm, bạn bán lại đấy thì bọn mình sẽ nhập bằng giá niêm yết ở trên web tại thời điểm chứ không trừ bất cứ một đồng nào cả Ví dụ cái máy của bạn giá niêm yết tại thời điểm là 20 triệu, bạn dùng cái máy đấy 11 tháng rồi, bạn mang cái máy đấy qua bán cho mình, mình trả lại đủ bạn 20 triệu. Và khi cây máy của các bạn nó còn bảo hành kể cả còn bảo hành mặc định hay còn bảo hành 1 năm. Nếu các bạn muốn gia hạn bảo hành ấy, gia hạn bảo hành thì bọn mình bán bảo hành mặc định là 500 000 bán bảo hành 1 năm giá là 1 triệu. Các bạn chỉ cần đấy là cây máy bạn còn bảo hành, chụp cho bọn mình cái phiếu bảo hành. Nếu bạn ở xa, còn nếu mà ở gần thì bạn có thể mang máy qua hoặc không Bạn chỉ cần chụp cái phiếu bảo hành thôi Máy nó còn bảo hành Bạn mua bảo hành đấy Bọn mình sẽ bán bảo hành online Bảo hành mặc định thêm 500 nghìn Bảo hành một năm thêm một triệu Ví dụ cái máy của bạn đang cơ dùng bảo hành Nên là bảo hành mặc định Bạn muốn mua bảo hành một năm Bạn thêm một triệu Bọn mình sẽ viết lại cho bạn phiếu bảo hành một năm Mình chụp mình gửi cho bạn Sau này bạn chỉ cần đưa cái phiếu đấy chọn mình là được còn nếu mà cái máy của các bạn đang có bảo hành một năm, các bạn hết gần hết bảo hành rồi, bạn muốn gia hạn thêm một năm, thì bạn lại chuyển cho mình một triệu nhưng mà mình khuyên thật nếu bạn ở gần ấy thì mang qua mà lên đời mất con 500 trăm nghìn được bảo hành lại từ đầu còn nếu bạn ở xa đấy bạn mong muốn được bảo hành một năm mà không muốn chuyển đi chuyển lại đấy thì thôi đưa mình một triệu mình bảo hành lại cho từ đầu nói chung cái chính sách mới của bên anh táo bên mình ấy đấy là trả lại quyền chủ động cho khách hàng nhé trả lại quyền chủ động cho khách hàng và riêng sản phẩm bên anh táo bán ra đấy là bảo hành thì có giới hạn về thời gian nhưng riêng hậu mãi là không bao giờ giới hạn thời gian nhé. Các bạn cứ nhớ một điều, không bao giờ giới hạn thời gian. Cứ lên đời đấy, nhập lại bằng giá ở trên web và cây máy mới sẽ được bảo hành giống như cây máy cũ. Thế nha.